anh lúc nào cũng công việc, đi mất dạng cả ngày. Về nhà thì ôm laptop, anh cưới công việc của anh luôn đi. Đằng sau sự thành công của người đàn ông luôn có bóng dáng của người phụ nữ. Đằng sau hạnh phúc của người phụ nữ luôn có sự thấu cảm và tình yêu thương của người đồng hành. Bởi những thói quen dung dị xuất phát từ sự quan tâm, những chăm sóc ân cần khởi nguồn từ sự chân thành, và tình cảm thì thật khó diễn tả bằng lời. Nên hãy cứ hiểu, cứ thương, cứ trân trọng người phụ nữ mà bạn yêu bằng cả trái tim. Jamia, hiểu và thương, trân trọng nàng như kim cương.